Thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng đô thị Gò Dầu, để hướng tới lên thị xã, huyện Gò Dầu đã tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở, hàng loạt dự án cần thu hồi đất. Vì vậy, đi đôi với các dự án đầu tư hạ tầng thì việc xây dựng khu tái định cư được huyện Gò Dầu triển khai sớm. Khu đất này rộng 9,7 ha ở khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, chọn để xây dựng khu tái định cư. Tổng mức đầu tư là 252 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 11 năm 2025, khu tái định cư sẽ hoàn thành. Công ty Đồng Thuận Hà đã tiến hành triển khai. Bước đầu hiện nay là được 6 tháng, thì mặt bằng hiện đã đẹp rồi. Thì đến đây, thì khối lượng diện tích cát thì chiếm gần 2/3 diện tích. Trong thời gian sắp tới mùa mưa đây, làm sao cho đại hết cái phần cát giai đoạn 1. Và đơn vị thi công đã tiến hành triển khai đóng cọc thử sắp tới, và mình triển khai cọc đại trà. Tiếp theo từ đây cuối năm thì mình triển khai được cái hệ thống cống thoát nước, cái phần tường chắn bờ bao theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Huyện Gò Dầu đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nền tái định cư, hệ thống điện, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, công viên cây xanh, đường nội bộ và đường vào khu tái định cư. Đây là cái công trình lớn để chúng tôi chuẩn bị cái khu tái định cư để chuẩn bị cho các công trình khác khi giải tỏa đền bù, đưa người dân về đây sinh sống. Để phục vụ cho cái tái định cư đó, thì chúng tôi làm cái đường vào khu tái định cư. Hiện nay cái đường vào khu tái định cư thì chúng tôi trong cái giai đoạn vận động để phê duyệt phương án đền bù. Và trong tuần tới thì chúng tôi sẽ tổ chức đền bù cho người dân, sau đó tổ chức đấu thầu để thực hiện. Với quy mô lớn và nằm ngay khu trung tâm thị trấn Gò Dầu, khu tái định cư của huyện đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tái định cư cho người dân trên địa bàn khi có thu hồi đất để triển khai các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển đô thị, đồng thời cũng chuẩn bị cho yêu cầu tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đi qua huyện Gò Dầu. Cái dự án này sẽ kết nối đồng bộ với chỗ thị trấn Gò Dầu trong quy hoạch đô thị. Cái thứ hai nữa thì cái nền lại chỗ này thì khái toán ban đầu thì chúng tôi thực hiện đó, có nghĩa là khoảng 480 nền, thì nó sẽ dư cho cái chỗ cái khi mà giải tỏa cái bờ kè thì nó sẽ bố trí dân về đây cũng sinh sống, là nó nói chung là nó gần, nó kết hợp rất là thuận lợi cho người dân. Huyện Gò Dầu cũng còn một khu tái định cư của ấp 6 xã Bầu Đồn. Số lượng nền rất lớn, đảm bảo điều kiện cho người dân tái định cư có đời sống tốt hơn khi về nơi ở mới.